80, đôi Trần Văn Lâm Đồng Nai Cửa Đỏ, đôi Lê Văn Bộ Thái Nguyên Cửa Xanh, thay đồ vào giới. Thay đồ xe lại. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhắc hai đội thi đấu tích cực, chủ động tìm tới đánh, trận đấu tiếp tục. Thi đấu ra sân. Thank you.
rất sớm. Chúng tôi xin công bố kết quả vào lúc 4 phút 22 giây hiệp 1, đội Trần Văn Lâm, Đồng Nai, Cờ Đỏ thắng 1.